Mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách may tóc cho búp bê nha. Hiện tại thì mình đang may tóc cho một bé dâu. Đây, bé của bé rất là dễ thương, mình đang may tóc màu hồng cho bé. Thì sẵn tiện mình đang may tóc nên mình quay cái video này để hướng dẫn mọi người may tóc luôn. Thì mọi người chuẩn bị một cái phần tóc cho mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người. Mình sẽ tách ra một phần tóc vừa đủ. Mọi người canh theo cái lỗ chân tóc có sẵn của búp bê thì mọi người sẽ biết dùng cách hay nhiều. Tại vì khi mà những cái có những cái tóc nó quá nhỏ thì mọi người dùng nhiều quá thì sẽ rất là khó may. Đây nha, mọi người cột lại như thế này. Rồi mọi người bỏ vào kim. Đây, mình cột lại. Rồi mọi người canh đúng cái chân tóc của búp bê. Cái bé búp bê này thì cái đầu nó cứng hơn, cái đầu Barbie hơn, mình phải dùng hơi mạnh tay một chút. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người nha. Dùng một phần tiếp tóc. Mọi người nhớ canh sang một cho vừa đủ, nó nhỏ quá thì nó sẽ dễ dùng tóc, mà nó to quá thì nó sẽ khó may vào trong cái chân tóc của búp bê. Mọi người cột cái này. Đây, cái đầu tóc của búp bê. Mình nắm nó này. Đó. Thì mọi người làm xem hết những cái lỗ chân tóc và mọi người sẽ tạo kiểu cho búp bê là được. Cảm ơn mọi người đã xem video.